Ok anh em, đây sẽ là một cái video review mic. Và cái mic này thì đây, lại gần đây. Anh em nhìn quả thiết kế ngầu không? Đấy. Con mic này là của Throne Mark nha anh em nha. Và anh em thấy mình lắp vào đây cái bông lọc này. Thế nên mình để gần mồm như này thu vẫn cứ về nói là ok. Kinh đấy. Không có gì phải xoắn cả, hơi bị thích luôn các bạn nha. Và cái mic này thì đây, hộp của nó đây, Throne Mark đây. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái hộp to như thế này. Cái dòng này là dòng Space, các bạn thấy chưa? Đấy, hơi bị hịn hò luôn. Con này thì anh em thấy không? Design Award 2022. Mỗi tội bây giờ là 2024 rồi, không biết được cái giải thưởng này còn giải quyết vấn đề gì không. Nhưng mà đấy, nó cũng là một thứ thực sự rất là xịn sò và ok. Con này thì nó sẽ có hai mic các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có thể thu âm được cho hai người cùng một lúc. Và đây chính là cái mic của chúng ta. Sorry anh em là mình cài vào cổ áo cái. À quên, sang tiện cài vào cổ áo. Khoe cái phụ kiện luôn anh em. Nam châm. Mấy nó chặt phờ lờ. Vào đây. Để cái này vào trong áo. Hít. Ta-da! Thật ra khi mà quay anh em nên nghiêng cái này sang để cho cái tiếng nó sẽ mềm hơn, nó sẽ đỡ bị gắt hơn. Tuy nhiên là nhiều anh em lại thích chi tiết nó tốt hơn thì tùy anh em thôi. Đấy, đằng nào mình cũng đang để bông lọc rồi nên xin phép anh em là cứ để thẳng như thế này. Thu cho nó ok nhé. Ok, rồi thì quay trở lại một chút xíu này. Thì đây là cái ngàm clip của chúng ta. Đây là cái thiết kế của cái này gọi là gì nhỉ? TX. TX tức là cái phát. Còn cái RX chính là cái thu. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái RX sau. Thì đây là cái thiết kế của Throne Mark kim loại nha anh em nhé. Đây này, phải có cái gì gõ gõ cho anh em thấy nữa. À đây. Này là nhựa này. Đấy. Thì cái kim loại hơi bị xịn. Mà nhìn chỗ này thì mình thấy giống một vài cái kiểu tản nhiệt đấy anh em. Nhìn cũng khá là hay và xịn sò. Bên dưới này chúng ta sẽ có cái cổng 3.5, một cái cổng USB-C. Cổng 3.5 này thì các bạn thích của chúng ta có thể gắn vào đây những cái mic lavalier, tức là những mic cắm dây để mà giúp chúng ta kéo lên trên cổ áo cho nó gọn gàng hơn ấy. Thay vì cái việc đến phải sâu nguyên cả cái cục này ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm này, mấy cái đèn thông báo trạng thái và đây chính là cái khu vực đầu thu. Thì các bạn có thể gắn trực tiếp như mình đang sử dụng ở đây. Đấy, đầu thu từ nó. Hay là như mình đã nói thì gắn một cái cổng mic khác vào đây thì nó cũng sẽ gọn gàng hơn và âm thanh thì các bạn có thể tùy biến được nhiều thứ hơn. Ở bên trong này hãng cũng đã cẩn thận tặng kèm cho các bạn một cái wind noise ở đâu? Wind filter để mà giúp chúng ta có thể chặn gió. Đấy, lắp vào đây này. Nó xịn sò, nhìn nó sẽ như thế này. Cưng phết nhỉ. Nói chung là cũng hay, nhìn mỗi tội là cái này nó hơi xù quá. Giá như mà nó làm cho nó gọn gọn lại được thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà có lẽ đây đã đều trong cái sự tính toán của nhà sản xuất rồi. Tại vì như thế này các bạn có thể thấy là mình nói từ nãy đến giờ mình thay đổi những cái giọng. Dí sát mồm vào đây. Alo. Đấy. Nếu như không có cái này nhá thì nó sẽ khó chịu kinh khủng. Bởi vì nó nghe được cả cái tiếng gió, tiếng lấy hơi các thứ của mình. Khó chịu đấy. Có cái này vào một phát, nó khác ngay. Đặc biệt là nếu như anh em quay ngoài trời thì cái này là một thứ không thể thiếu được. Bình thường mua nhá, có khi cũng phải tầm độ một vài trăm nghìn một cái. Mà chưa chắc đã mua được cái loại mà fit được hẳn vào đây. Hãng sản xuất cũng đã tặng kèm thì nó cũng là một điểm cộng, được chưa? Thêm nữa là khi mà chúng ta bấm vào tùy biến ấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh được một vài tính năng như tắt mic nhanh ở đây này. Ấn nút một cái là tắt thôi. Cũng rất là dễ dàng và tiện lợi trong cái quá trình lâu lâu mà các bạn muốn ngừng tiếng để không ảnh hưởng đến những cái thông tin quan trọng nội dung, ví dụ trong quá trình các bạn livestream chẳng hạn. Đấy, ok. Đấy, gài cái này này. Gài cái này này. Gài cái này vào thì anh em sẽ có hai cách. Một là chúng ta có thể dùng cái này để đâm vào trong cái áo. Hai là như mình vừa nãy có chia sẻ đấy cho anh em á, cái loại mà không có cái này để mà mình có thể hít nam châm. Đấy, tùy anh em nha. Rồi, tiếp đến này. Hộp đựng các kiểu. Thế nhưng mà cái hộp đựng này thì hơi chê một cái là nó không phải là cái hộp sạc. Giá như nó mà là cái hộp sạc á thì các bạn cất hết tất cả những cái mic vào đây, sau đó ghi một cái cổng sạc xi vào đây cái sạc cho cả ba cái. Thì như thế nó công nghệ hơn, nó sẽ xịn sò hơn rất là nhiều và nó cũng sẽ tiện lợi hơn cho quá trình các bạn sử dụng. Chứ thay vì cái việc đấy là hãng thì cũng có tặng cho các bạn một cái sợi dây, đấy là một đầu A ra ba đầu C, thì các bạn có thể sạc được cho ba thiết bị cùng lúc. Nhưng mà như thế này thì các bạn phải cắm từng cái một
thì rõ ràng nó cũng là một cái thứ gì đấy nó hơi phiền đúng không? Ở bên trong thì nhà sản xuất cũng tặng cho các bạn một vài những món, ví dụ như là một cái đầu từ 3,5 sang tai C này, một cái cọng cáp là từ 3,5 ra 3,5, cái này để gắn vào kiểu máy ảnh các thứ này. Còn cũng là một cái cáp để mà từ 3,5 này sang cái đầu có 3 khớp gọi là TRRS để các bạn có thể gắn vào trong điện thoại. Ví dụ như đây là mình đang quay bằng một con Galaxy S24 Plus, mình gắn một cái adapter từ Type-C sang 3,5, sau đó gắn thêm cái cọng cái dây TRS sang TRRS và gắn vào cái đầu thu. Đâu sâu cái đầu thu lên nè. Đấy, đây là cái đầu thu nha anh em nhé. Ổn áp chưa? Đầu thu nó sẽ có màn hình này. Đấy, báo kênh 1 như thế nào này, âm lượng như thế nào này. Đấy, tình trạng kết nối này. Và trên này thì chúng ta cũng có cái nút dB ở đây để các bạn có thể tùy chỉnh được cái mức decibel nó là bao nhiêu. Và các bạn nhìn thấy dây này. Đấy, xoắn này, adapter này, gắn vào này. Mình cũng có gắn thử cái 3,5 tu tai C để gắn trực tiếp vào điện thoại thì nó báo luôn là thiết bị không được hỗ trợ. Thế mình cũng không rõ là cái thiết bị đó nó sẽ dùng được với cái gì, bởi vì mình có gắn thử vào máy tính thì nó cũng không hỗ trợ luôn. Thế mình cũng không rõ cho lắm, nên là đây có thể nói là một cái điểm yếu của cái hệ thống mic này. Bởi vì rõ ràng là bây giờ những cái thiết bị ví dụ như là điện thoại, chúng ta sẽ có nhu cầu dùng micro rất là nhiều. Thì anh em cũng có thể thấy một điều đấy là nó kết nối được đến điện thoại mà nó gọn gàng nhẹ nhàng thì nó cũng sẽ là một cái điểm cộng để mà chúng ta có thể sử dụng được với đa nền tảng hơn. Giá như cái cổng C này này dùng một cái cọng sáp cáp C2C mà kết nối được thì quá tuyệt vời. Nhưng mỗi tội cổng C này dùng để sạc thôi, không có DAC tích hợp để mà chúng ta có thể làm được những cái thứ tùy biến một cách sâu hơn. Nên các bạn thấy sao? Điểm trừ này hơi tiếc nhỉ? Và để nói về cái chất lượng âm thanh thì không biết các bạn nghĩ sao, nhưng đối với mình nhé, thì cái mic này nó lại đề cao yếu tố chi tiết. Cái gu âm thanh nó sẽ theo rất nhiều kiểu. Có những con mic thì nó sẽ có cái độ nhạy và nó sẽ thu âm theo kiểu dạng đấy, là nó thu cái giọng trầm nhiều hơn. Thì những cái micro đó nó sẽ giúp cho cái giọng của mình nghe nó ấm hơn một tí. Nghe nó kiểu, dùng cái từ gì ta, nó kiểu dễ nghe hơn một tí. Nhưng mà cái điểm trừ đó là khi mà chúng ta thu được cả những cái giải âm trầm thì nó sẽ thu rất nhiều những tiếng nhiễu nền xung quanh. Còn với cái mic này, khi các bạn nghe, các bạn sẽ cảm nhận thấy rất rõ một điều, đó là cái giọng nó của mình nghe nó đanh hơn, nghe nó ở cái mức cao hơn. Và cái chi tiết của âm thanh khi mà mình nói, cái voice của mình nghe nó gắt hơn khá là nhiều. Điều này nó sẽ giúp cho cái giọng của mình thì nó mang lại một cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Đương nhiên là nếu các bạn muốn trầm hơn, các bạn có thể đưa vào những cái phần mềm để hậu kỳ. Nhưng cái giá trị lúc này đó lại là cái tiếng nhiễu nền xung quanh môi trường nó lại được khử đi một cách khá là chi tiết. Nhưng mà không phải là cái kiểu khử âm giống như những con mic rẻ tiền đâu nha anh em nha. Những con mic rẻ tiền kiểu khử âm là cái giọng của mình nó bị bóp méo đi rất là nhiều. Thì con này nó không. Tại vì bản chất cái sensitive, tức là cái độ nhạy của mic sensitivity. Khổ quá. Đấy, thì cái độ nhạy của nó sẽ ở mức đó. Tức là nó sẽ không thu những cái tiếng ở cái tầm thấp quá. Như kiểu là low cắt sẵn luôn rồi đấy anh em. Thì các bạn thích cái kiểu âm thanh như này hay không? Đương nhiên là cái việc mà nó hay hay là không hay nó sẽ phụ thuộc vào tai của từng người nghe. Từ nãy giờ là mình thu full bằng cái này. Thì các bạn nghĩ sao về nó? Comment nhé. Bye bye anh em.